Nhìn Thánh Giuse như người của sự vượt qua, cho thấy Ngài đã nỗ lực từ bỏ ý riêng để bước vào nẻo đường khác lạ do ý Chúa dẫn khởi. Ngài đã hy sinh thời khắc yên ả để nhận lấy đời lưu lạc vất vả. Ngài đã gạt bỏ vị thế hoàng tộc để trở thành người dân quê vùng Nazareth. Mỗi khi biết vượt lên ý riêng để đón nhận ý Chúa, lúc ấy người ta cũng đang thực hiện một cuộc vượt qua như Thánh Giuse. Xin Thánh Giuse giúp chúng ta biết kết hợp việc vượt qua của cá nhân mình với công cuộc vượt qua của Đức Kitô mà đạt được hoa trái ơn thánh. Lạy Cha Giuse, người công chính giữa cuộc đời, vượt qua bản thân, Cha bước vào đường Chúa trời, bán quân tôn tính run lùi, tin vào quyền đấng Chúa thành thần, ý riêng vượt qua, Cha đón nhận mẹ Maria. Ôi Thánh Giuse, là Cha nuôi Chúa cứu thế, đời con gian nan, Cha thế danh, Cha âm thầm cuộc sống quê.